tám. Ủa trời ơi, anh mới hết bệnh mà chuẩn bị đi đâu vậy? Tôi đỡ đỡ rồi tám ơi. Trời ơi, đỡ đỡ gì, mới vừa hết tức thì đều đi ra công trình nữa ngoài đó hả? Gió độc rồi bụi bặm được, nó vô người là nặng thêm nữa, thôi đừng đi. Không, tôi đi làm giấy tờ chứ không ra công trình. Vậy là anh đi làm giấy tờ hả? Vậy cũng được, cũng yên tâm phần nào. Ơi anh đi sớm giờ sớm nha, không ở nhà đem dọn dẹp cho yên tâm. Cảm ơn tám nha, tôi đi nha. Khoan đã. Trời chút chứ, đàn ông gì ra đường phải ăn mặc cho chỉnh tề chút chứ trời. Bởi vì ta nói thiệt á, sau lưng người đàn ông á, thành công là phải có người phụ nữ thất bại. Hả? Không, sau lưng người đàn ông thành công là phải có người phụ nữ vĩ đại. Cảm ơn tám nha, cả tám tôi đi nha. Đây rồi, anh đi nha. Có gì em nấu cơm chờ anh nha. Cưng gì đâu quá trời. Đủ rồi, nãy kiểm tra giùm đủ hết rồi. Chỉ cần xách bô lô và đi thôi. Không, đi kiểm tra có đem đồ chưa? Rồi. Biết tôi kiểm tra gì không mới đủ. Tà lanh. Lỡ tôi quên thì tôi chịu chứ ai chịu. Gì đây? Gì vậy? Của ai? Của Cường. Cường gì mà Cường? Tào lao. Cắt đi. Tự nhiên bỏ bao lâu tôi làm gì vậy? Không, cái này là của Cường á. Tôi nói là không phải là của tôi. Cắt đi. Không, thì nó là của tôi. Nhưng mà kể từ giờ phút này trở đi nó là của Cường. Chị kỳ vậy? Thì Cường cầm đi. Cầm làm gì? Giống như trong phim Lan và Điệp á, cái người đàn ông mà chuẩn bị đi học á, cái à, đừng nói là người ta là con Lan, còn này Út nhớ không? Thì người ta ví dụ trong phim đúng tặng cái dầu gió, còn này ngoài đời mình tặng cái gì thiết thực hơn? Có hai chỉ vàng cầm mình đi lên thị xã mình học á, mình phòng thân. Thôi thân cái gì mà phòng, đem về cất đi, không phải có tôi không có lấy đâu. Thì cứ lấy đi, tôi không có kêu xài. Cứ giữ nó phòng thân, khi nào mà trái gió trở trời á, mình lấy ra mình sử dụng. Làm như tôi ở một thân một mình vậy. Cường mới nói gì? Cường không ở mình hả? Chứ Cường ở với ai? Cả tôi đi. Không tâm gì mấy chuyện đó. Đem về cắt đi, đưa qua đưa lại. Hồi cái là anh trộm thấy nó không lấy mất à. Tôi không biết đâu. Bây giờ cho dù Cường có ở với ai, Cường cũng phải lấy cái này. Cường không lấy tôi không về. Tôi đã nói rồi tôi không có lấy. Cường lấy đi. Không. Cường không lấy là tôi không bao giờ. Không. Tôi nói rồi nha, Cường mà không. Đó thấy chưa? Lấy thì lấy đại đi, bị đặt mắc cỡ. Không lấy đâu, không lấy đâu, đang ngủ mà chết. Lấy rồi, yên tâm chưa? Chị hai đâu xuất hiện vậy? Hay quá ha, lấy vàng của chị đem cho người ta ha. Không có lấy, là mượn tạm rồi mới mốt trả lại thôi. Ý cha, hai chỉ ta. Lấy của chị có một chỉ thôi, một chỉ của em nha. Ý trời ơi, em có một chỉ em giấu chị luôn á hả? Thì có gì đâu, giống như chị có một chỉ giấu em thôi. Chị không có giấu, chị giấu là chị lo cho em. Còn em là em lấy của chị em cho người ta, hiểu chưa? Em đưa người ta giữ giùm thôi mà. Giữ giùm phải không? Chị trả lại cho em đi. Rồi, nếu em đưa người ta giữ giùm được á thì bây giờ chị giữ giùm em. Hiểu không? Chị hai! Chị hai! Thiệt tức dễ sợ luôn. Tại Cường hết á. Sao tại tôi? Mày đặt khánh hiện, người ta đưa thì cầm đi. Mày đặt để qua để lại. Bà chị hai bây giờ lấy luôn. Thôi được rồi, tôi biết tự lo mà. Ở nhà tự lo cho mình á. Tôi đi à, nhớ coi nhà giùm tôi nha. Gì kỳ á. Tự nhiên mất thằng bạn, mất luôn chỉ vàng. Đi nè, không đi nè, đi nè, không đi nè, đi nè, không đi nè, đi. Trời đúng luôn, xui thiệt. Đi rồi, ý trời, không cãi được. Mưa gừng ơi, mưa gừng. Hạt mưa nhớ ai mưa, điều hiu. Phải chăng
mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì cuộc đời, duyên kiếp không nguôi. Ai thương bà, ai yêu bà, mà bà nguôi với ông nguôi. Thiệt tình luôn, riết rồi không nói nên lời. Sao cái xóm này trai đẹp cứ bỏ đi lần lần, riết rồi không còn ai luôn. Tội nghiệp, mặt nhìn cũng được, mà mắt bị mù. Mù gì mày? Nguyên con trai đẹp ngồi đây luôn, kêu sớm này không có ai. Gì? Ý mày nói là trai đẹp hả? Chứ lẽ xấu bà nội. Mặt mày bóng láng, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ hôm ho. Ừ, nhìn thì cũng đẹp, mà có điều không phải gu tao. Gu của tám tôi biết nè. Gu của tám là gu lừa đảo, gu bỏ chạy, gu không có chung thủy. Ủa, lừa đảo ai? Mắc gì bỏ chạy, làm gì không chung thủy? Nhiều khi hả, người ta như vậy thấy bề ngoài thôi, nhưng mà ở bên trong sâu thẳm tận đáy lòng người ta không phải như vậy rồi sao? Không, cuộc đời này không có ai mà như vậy. Đã chấp nhận là phải ở với nhau, đã thích là phải tới với nhau, chứ bắt gì bỏ nhau. Bỏ nhau đi chỉ có là đang đi về với một người khác. Không thể nào mà đi về với người khác như vậy được. Có những cái quẩn khúc bên trong á, mình không thể nào thấu hiểu được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi, hiểu không? Nhiều khi người ta có những cái sự bí mật, những cái sự bế tắc, người ta không thể thổ lộ ra bên ngoài thì sao? Làm sao mình hiểu được cái điều đó? Ủa? Là nãy giờ tôi với bà đang nói chuyện chung một câu chuyện hay là đang nói chuyện hai hướng khác nhau? Ủa nãy giờ mày nói ai vậy? Tôi nói người khác chứ tôi đâu có nói bà. Nói người khác mà mắc gì vậy mày? Vậy là tôi với bà không có nói chuyện với nhau mặc dù ngồi gần nhau hả? Không dính gì luôn á. Vậy thôi bà quay mặt qua anh kia bà nói đi. Ờ, vậy đi. Không bận tâm. Đồ lọc lừa, đồ chết nhát, đồ phản bội. Ê, vừa phải thôi nha. Ở đây có hai đứa mà mày nói lọc lừa. Lọc lừa là lọc lừa cái gì? Dạ, em nói giờ chị Tám nghe. Em nói là em đang nói một người khác. Em đã nói rồi, còn chị không thích nghe câu chuyện của em thì mời chị đi về chốn cũ. Ơ sao ngộ ha, tự nhiên ở đây có hai đứa mà đi nói chuyện về một cái con người khác. Bà mới ngộ á. Nhà nhà bà về bà ở đi. Tự nhiên ta đang ngồi, tao buồn, tao đây, tao ngồi, tao nói chuyện mình ta cũng mà xí xí vô chi vậy? Ủa sao ngộ cái nhà mày mới về, tự nhiên mày ra đây làm chi vậy? Bà mới ngộ, bà về, bà tiếp ông Nghĩa bạn bà ở nhà kìa. Trời mắt gì, tự nhiên về tiếp, giờ tao buồn thích ra đây ngồi. Biết tao đứng từ hồi sáng sớm tới giờ, tao đứng ở đây nè nhà, có cái cây chè làm chứng. Mệt quá, tôi nhường bà, tôi nói thiệt, tôi với bà mà tranh chấp một miếng đất chắc kiện tụng hoài, không bao giờ giải quyết được cái vụ kiện này. Bà lớn rồi, bà cũng già rồi, bà gần đi rồi, thôi tôi nhường cái mảnh đất này lại cho bà, tôi về. Đi cái đầu mày đó, quỷ yêu gì đâu. Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, mở miệng ra hả, là chù quẻo người ta. Già này già nọ, mày nó già đó, quỷ sống, nhìn mặt ghét. Vậy? Ngủ thì ngủ. Có bệnh gì không đó? Không. Không mà cứ ngủ ly bì hoài à. Nè, dậy cho tỉnh táo đi. Rồi chị dọn cơm cho ăn. Không đói. Sao vậy? Không muốn ăn. Sao không muốn ăn? Thích. Thôi tôi biết rồi. Chưa lấy vàng cho nên ăn không được đúng không? Chắc vậy. Nè, trả nè. Ủa sao nói trả vàng rồi mà mặt vẫn chù ụ vậy? Trả mà có đưa đâu. Ghê lắm. Nè. Giống khùng dễ sợ luôn á. Nè, coi vàng quan trọng hơn cả chị luôn á. Chị vàng thì bỏ quan trọng. Đúng rồi.
Vui rồi đúng không? Vui. Giờ ăn cơm được rồi đúng không? Được. Vậy vô dọn cơm đi, anh Nghĩa sắp về rồi đó. Có khi nào tại trời mưa lớn quá cho nên ảnh về trễ không? Chắc vậy. Nghĩa đi đâu mà bây giờ không về vậy trời? Mày đi vô đây, vô đây với tao. Đây, đè con này xuống cho tao. Ê, cái gì vậy? Cái gì hả? Mày giật chồng tao hả? Nè, nè, nói cho mày biết, đàn ông ở ngoài kia thiếu gì, mắc mới gì mày phải lấy đàn ông có vợ hả mày? Hả? Cứu thì ơi! Ủa? Cứu thì ơi! Ai làm gì mày? Mày la không? La không? Hả? Cứu thì ơi! Cái gì vậy? Hả? Ủa ơi! Ai vậy? Ở đâu vô đây hả? Làm cái gì vậy? Làm gì quýnh người ta vậy? Tại con nhỏ hồ ly tinh này nè, nó giật chồng của tôi. Chồng bà lai mà giật? Chồng tôi là kỹ sư Trọng Nghĩa. Thì ra cái ông Trọng Nghĩa đã không có gia đình rồi, vậy mà mình nhau vô bà ta. Đúng thì ông cũng không tin tưởng được. Thôi xui nha, khi bà này bà thấy ông Trọng Nghĩa đẹp trai chứ bà nhìn không được. Cái gì? Ông Trọng Nghĩa đó hả? À, lưu manh vậy, danh thức có vợ rồi mà đi xuống vụ con gái như là người ta. Ê nè nè, là bậy nha, chồng tôi không có vụ vỡ nha. Chồng tôi đi về đây nè, thế mà